trọng nhất tới tất cả các quý vị khách mời, các quý vị báo chí cũng như tất cả những bạn bè và ekip đã làm nên MV Cung Đàn Vợ Đôi đã có mặt ở đây ngày hôm nay ạ. Thực sự là em Chipu rất là vui khi sau một năm từ MV Anh Ơi Ở Lại thì bây giờ Chipu lại có cơ hội được tổ chức họp báo để tề tựu cùng với tất cả mọi người và để mừng ra mắt một MV tiếp theo trong sự nghiệp âm nhạc của Chipu. Và nhìn poster thôi thì mọi người chắc cũng mang máng và đoán được rằng là đây là sẽ là một ca khúc thể loại gì rồi đúng không ạ? Nhưng mà chắc chắn là trong MV này về nội dung, về concept, tất cả mọi thứ sẽ khiến cho mọi người cảm thấy bất ngờ và thích thú hơn rất là nhiều. Top trending là cái teaser là top rồi đó. Em có một cái mong ước rất là nhỏ xíu thế à, là có một cái MV 100 triệu view trong sự nghiệp ca hát của em. Wow. Và em mong một tràng pháo tay cho em Chipu đi ạ. Và em mong muốn rằng đây sẽ là MV đồng hành cùng Chipu với cột mốc rất là quan trọng và nhỏ xíu đấy. Tuy là ước mơ nhỏ xíu nhưng mà cái kinh phí cũng như là cái sức lực tâm trí của tất cả mọi người đặt vào cũng không nhỏ. Và đây là thể loại gì Chipu đã gợi ý nhưng Trinh nghĩ chắc đoán là ballad ha. Biết đâu lại là một MV cải lương ta. Có thể điều gì cũng có thể xảy ra hết. Mặc dù teaser là lô tô nhưng biết đâu lát hồi là EDM. Dạ. Cảm ơn tổ sản xuất đã cùng đồng hành với Cung Đàn Vỡ Đôi ạ. Các bạn ấy đều là những người trẻ nhưng đầy tâm huyết. Thơ mộng rất là sầu nữ và chính cái tên sầu nữ đây đã được ở trên chính cái tấm poster đó. Và từ ngày đó đến ngày hôm nay thì cái tên đó nó cũng khá là gắn liền với em trong tất cả những cái bài báo cũng như là những cái lần mà em xuất hiện trên truyền thông ạ. Tại chị thắc mắc thôi là vì cái này mình làm một cái dự án mà nó dính với cái lương á. Tới Tân Cổ thì mình cũng cẩn thận chút bởi vì cái biệt danh sầu nữ lại dành cho nghệ sĩ Úc Bạch Lan, mà nếu mà vậy thì nó hơi phạm, với lại thấy nó hơi quá sức so với Chi, vì ở lĩnh vực này thì thật sự nó rất là khác, fan thì nó cũng rất khác luôn, cái khán giả mùa điệu của lĩnh vực này cũng rất là khác, cho nên là chị sợ nhiều khi là lau bò trắng răng thôi, chứ mấy bạn cũng đã chuẩn bị sẵn hoặc là mấy bạn thấy là nó mình dư sức để mình lấy cái danh hiệu đó thì không biết. Chỉ có một cái thắc mắc là lý do gì với lại vì sao mình lại chọn Ngọc Trinh để tham gia vào cái dự án này. Cảm ơn. Lời đầu tiên thì em xin cảm ơn chị vì những cái góp ý của chị về biệt danh sầu nữ. Thì thật ra cái này cũng là do thiếu sót của ekip cho nên là mình chưa tìm hiểu kỹ về cái biệt danh cho nên là đã để cho một cái sự hiểu lầm. Thì mà mong là các anh chị mình đừng xoáy vào chi tiết này quá, tự nhiên tự lên. Còn về câu hỏi sau thì xin mời đạo diễn. Em xin chào mọi người trong phòng này. Em xin phép trả lời câu hỏi của chị. Khi mà tìm diễn viên thì tại vì cái concept MV này của em quay về miền Tây nên là cũng muốn là chọn một diễn viên nào mà thể hiện được, mà nhìn đã nó ra được cái đặc trưng nhất của miền Tây, thì khi mà ekip nghĩ đến cái tên của chị Ngọc Trinh thì em nghĩ là đây là một cái tên hợp nhất rồi, nên em muốn ekip của chị Chi là mời bằng được chị Trinh để mà cùng tham gia cái dự án này. Em nghĩ dự án này cũng rất hay, là may mắn là chị cũng đồng ý. Poster của chị là giới thiệu là cô Ba Trà, thì nó sẽ khiến cho những cái người biết thì họ sẽ có một cái sự nhầm tưởng đây là sẽ là một cái MV về một cái nhân vật có thật, tại vì cô Ba Trà là một trong những đệ nhất mỹ nhân của Sài Gòn ngày trước, rất là nổi tiếng. Như vậy thì vì sao ekip vẫn chọn cái tên Ba Trà trong khi thấy là rõ ràng là cái câu chuyện thì nó không có liên quan gì hết, đó là một cái sự ngẫu nhiên thôi hay là có một cái ý gì đó hay là gửi gắm về cuộc đời của Ba Trà ở trong MV? Em cảm ơn ạ. Về câu hỏi này thì xin phép thay mặt Chi để mình trả lời Khôi về cái câu hỏi này. Thì thật ra cái tên Ba Trà thì khi mà giới thiệu với mọi người thì cũng hơi bất ngờ là khi mà mọi người lại liên tưởng tới lại cô Ba Trà là đệ nhất mỹ nhân ngày xưa. Thật ra khi mà em viết kịch bản gốc của cái kịch bản này thì chỉ đơn giản là vì thích cái tên Ba Trà.
Và thật ra thì về lý do cá nhân là mình rất là thích tên Trà, cho nên là khi mà đặt tên một nhân vật nào đấy trong một sản phẩm nào đấy của mình thì là mình muốn để tên Trà, cho nên là vô tình nó trúng với lại tên ba Trà. Cảm ơn chị. Dạ, chị đã ghi nhận điều này rồi. Nãy giờ là anh Quang Sự đứng cái bên cứ bứt bông, tại vì hả bối rối không biết làm gì. Thôi mình hỏi anh Quang Sự một câu nè, thôi là cái bông này là nó hết lá luôn. Anh Sự ơi, anh tham gia MV này có sự tham gia lần đầu tiên của diễn viên Ngọc Trinh trong một MV của ca sĩ Việt, tại vì hiếm khi nào mà Ngọc Trinh nhận lời tham gia MV lắm, phải không Thắng? Dạ, vậy thì anh có cái nhận xét nè về diễn xuất nè, và cả cái cảm nhận khi mà mình vào cái trường quay, không gian làm việc đó, mọi người đã làm việc như thế nào, đặc biệt là Chi Vu? Trước tiên thì qua sự xin cảm ơn tất cả mọi người trong khán phòng dành thời gian để ủng hộ ekip. Chúc mừng Bu, chúc MV thành công. Thì thật sự đây là lần đầu tiên được hợp tác cùng với Thắng là đạo diễn. Khi mà Sự đọc kịch bản thì đầu tiên là Sự rất ghi nhận những cái mà đây là một cái thể loại mà đang muốn sử dụng những cái văn hóa truyền thống. Đó. Mà mọi người đều biết thì cái văn hóa truyền thống như cải lương, chèo, tuồng này kia thì đó là một cái mà tất cả các quốc gia đều có và để duy trì đó. Và bây giờ những cái sản phẩm âm nhạc của những ca sĩ trẻ mà muốn sử dụng những cái tài liệu về văn hóa truyền thống để duy trì làm sao. Thì ngay cái đề tài cho cải lương vào dùng cải lương để thể hiện ca khúc là Sự rất là thích. Và khi mà vừa rồi câu hỏi là liên quan đến Trinh. Xin lỗi, hơi lãng mạn xíu. Thì khi nhận lời thì Trinh, thì khi sau đây thì mình mới biết là Trinh đến trước khi bấm máy 2 ngày mới biết là Trinh đã tham gia cùng. Thì thật sự thì lúc đầu thì hơi khớp, bình thường thì nhát gan, gặp một người đẹp đã khớp rồi, đến khi mà gặp thêm Trinh nhá, chị với Trinh đều ai cũng đồ đẹp cả, thế bị khớp một chút. Mà ngày đầu quay chưa gì đạo diễn cho cảnh ôm, phải đi quay lại 7-8 lần mới được. Hồi hôm bóng cây đấy. Quay cái bóng thôi mà đúng không? Mà kỹ quá. Bóng thì dễ sợ. Anh dặn em quay kỹ mà. Ồ vậy à? Thì còn ngoài ra thì ekip thì mọi người làm việc thì cái không khí đoàn phim rất là chuyên nghiệp. Đó mình cảm nhận được cái sự và cái tuổi trẻ, cái sự nhiệt huyết, cái sự chuyên nghiệp và tử tế trong đó, từ các cái hành động của tất cả các ekip trong đoàn phim. Còn về cá nhân Bu thì Sự rất ghi nhận, theo hai anh em là tính nhất là hợp tác 4 năm dự án nhưng mà chưa có nhiều cái điều kiện mà đóng trực tiếp với nhau, thì có yêu là đóng một vài phân đoạn cùng với nhau. Thì đây là một cái luôn luôn nhìn theo dõi cái bước chân đi của Bu, thì mỗi sản phẩm mà Bu ra thì đều rất là sự cảm nhận được cái sự nỗ lực, sự nghiêm túc, và từ cái hình ảnh đến nỗ lực trong cái ca khúc, giọng hát, để đó tất cả mọi cái sự đó đáng được ghi nhận đó. Thì rất hy vọng là đây là một sản phẩm sẽ tiếp bước thành công với Bu. Chúc mừng em.